Sáng giờ lo dọn trong nhà, giờ ra ngoài vườn. Thống kê thiệt hại được. Rồi, tiêu. Tiêu. Một cây chuối. Đúng nghĩa một cây chuối tiêu. Không biết là tàu có sống được ha. Để nuôi mấy cái trái này lớn không? Hôm qua mình đã sợ là sẽ ngã. Mình đã chống một cái cây rồi, nhưng mà ngã là không tránh khỏi tổn thương, tổn thất. Hy vọng là sẽ nuôi được cái buồn chuối này, được mấy buồn đây. Được mấy nãy là 1, 2, 3, 4. Nhỏ lớn 5. Dừa. Câu. Cỏ này trồng cỏ nuôi gà. Gà nhà mình ăn cỏ thôi. Ăn cỏ với lại gạo lứt. Một cây mít ngã. Theo hai cây mít ngã. Nha. Bây giờ là cỏ ở đây là nó quật như thế này luôn. Cỏ voi. Thôi bây giờ là chống lại. Tổn thất chỉ có nhiêu thôi. Không có gì, may mắn. Nó rủ đi qua thì cũng khá may mắn. Cây ổi kia quá trời trái luôn mà không có bị sao. Như vậy là cảm thấy may mắn lắm rồi. Chứ không nghe dự báo, các chuyên gia dự báo bão không khiếp. Nhưng mà thiệt hại như thế này thì thấy cũng khá là ổn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nhé.